đồng bào đi cứu hộ lũ lụt vùng cao lưu ý. Đặc điểm của lũ lụt vùng cao phía Bắc là địa hình dốc, nước từ đầu nguồn chảy về cho nên dòng chảy rất xiết, rất mạnh do vậy mới gọi là lũ quét, lũ ống, sạt lở. Theo những người có kinh nghiệm, việc đưa thuyền trèo lên các vùng ngập lụt bây giờ thực sự là không phù hợp. Dạng thuyền cần nhất lúc này là thuyền có gắn máy, vì có thể chạy ngược dòng trong các môi trường dòng chảy nước khác nhau. Trong lúc nước cuồn cuộn như vậy thì dùng tay chèo thuyền không những không đạt được mục đích cứu hộ lại còn nguy hiểm cho chính người đi cứu hộ. Thứ cần nhất bây giờ chính là một Quần áo, chăn ấm, áo mưa Bà con nhiều ngày ngâm mình trong nước, do mưa nhiều, không khí lạnh cho nên rất cần thứ này. 2. Nước sạch, nước đóng chai đặc biệt cần thiết để tránh dịch bệnh vì dùng nước không sạch. 3. Lương thực thiết yếu, lương khô, xúc xích ăn liền, thịt hộp, bánh mì ruốc, sữa ống hút đại loại mấy đồ bóc ra ăn uống liền được. Đừng mang mì tôm, không đun được nước nóng thì ăn sống hại sức khỏe còn gây khát nước trong khi rất thiếu nước uống. 4. Thuốc men, những thuốc cơ bản như thuốc hạ sốt giảm đau, thuốc đi ngoài do ăn đồ lạ bụng hoặc uống nước không sạch. 5. Suông co gắn máy, áo phao. 6. Thiết bị chiếu sáng, đèn pin kèm pin. 7. Sạc dự phòng cho điện thoại đã sạc đầy kèm dây sạc đa năng, các vùng ngập úng mất điện đã lâu. Điện thoại hết pin không liên lạc được. Điện thoại sống lại là thêm hy vọng giúp được nhau. Ngoài ra cần lưu ý. một, Các đoàn cứu trợ cần có sự tính toán khoa học. Có đội nhóm kêu gọi được 200 thùng mì tôm giá thị trường khoảng 15 TR, nhưng thuê xe tải trở lên vùng thiên tai hết gần bằng số tiền mua mì, rất lãng phí mà người dân không dùng được. 2. Hãy kết nối với các kênh thông tin chính thống, ưu tiên tối đa nguồn thực phẩm tại khu vực cần hỗ trợ để giảm chi phí. Hãy liên hệ tìm hiểu trước thông qua chính quyền, người quen hoặc các hội nhóm tình nguyện tại địa phương. 3. Thường khi gặp nạn lũ lụt sẽ chia thành hai giai đoạn. Đó là lúc cấp bách nguy kịch và hậu thiên tai. Ở thời điểm nguy kịch, cứu hộ cứu nạn sẽ ưu tiên những giải pháp cấp bách cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men tạm thời. Còn ở thời điểm sau thiên tai, điện, đường, trường, trạm bị hư hại, các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, nhà cửa ngập úng lâu. Lúc này người dân rất cần tiền Vật tư để giúp họ khôi phục lại cuộc sống, các cháu cần đồng phục, sách vở để đến trường. Hai thời điểm hỗ trợ đều có giá trị đáng quý như nhau, nhiều trường hợp các đội nhóm nắm bắt tiếp cận thông tin chưa được rõ ràng, chỉ cần đọc FB thấy chỗ này chỗ kia ngập nặng là ùn ùn kéo đến. Kết quả là có nơi mỗi hộ nhận hơn 30 thùng mì tôm. Có nơi thì không có thùng mì nào. Chúng ta hãy liên kết cùng các tổ chức tại địa phương, nhất là Hội chữ thập đỏ. Trong địa bàn, họ sẽ biết chỗ nào cần giúp chỗ nào đã được hỗ trợ nhiều, chỗ nào chưa có sự quan tâm bị cô lập. Những ai không có thời gian hoặc chưa thể hỗ trợ gấp ngay lúc này thì có thể hỗ trợ bà con hậu thiên tai. Đừng theo trò lưu lên đường mà chưa có sự tìm hiểu, vừa không hiệu quả, không đúng người đúng hoàn cảnh, lại rất nguy hiểm cho bản thân mình, gây khó khăn cho các lực lượng cứu trợ đang rất căng thẳng. Yên Bái nghe nói đang kẹt xe vì các đoàn thiện nguyện dồn về một vài điểm thay vì được phân chia hợp lý. Hãy yêu thương trong tỉnh thức nguồn facebook anh lê triều dương thôn làng nủ sau trận sạt lở ảnh nguyễn việt hà ảnh nguyễn việt hà